Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, lò cháy từ Quảng Ngãi lan là sang Đà Nẵng Còn ai dám dâng đất cho doanh nghiệp kiếm lại quả nữa hay không? Trước thềm đại hội đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp đến gần Thì Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã đem lò vào tới Quảng Ngãi và bây giờ thì đã lan sang tới Đà Nẵng Cách đó không lâu, quan Quảng Ngãi bị cho vào lò nay lại đến lượt quan Đà Nẵng. Tất cả bị xử lý trách nhiệm vì liên quan đến việc quản lý đất đai gây thất thoát tiền tỷ. Đừng tưởng đi đêm với doanh nghiệp o bế sân trước sân sau để được lại quả, hưởng cuộc sống sung túc mặt kệ cho dân nghèo mất đất, mất kế sinh nhai là yên ổn. Bởi lò sẽ đốt tất cả các ông và lưới trời lồng lộng, trời có mắt, các ông cũng không thể đẩy dân nghèo vào chỗ chết mà hưởng được cuộc sống sung túc và ổn được đâu. Khi FLC vừa đặt chân đến Quảng Ngãi, tỉnh này giao hẳn 4.000 hecta đất cho tập đoàn này làm dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và khu đô thị FLC Bình Châu Lý Sơn. Tỉnh còn sẵn sàng huy động cả hệ thống chính trị di rời cả đồn biên phòng để nhường chỗ cho dự án FLC. Thậm chí tỉnh còn lấy ngân sách ra giúp FLC đền bù giải phóng mặt bằng để nhanh chóng triển khai dự án. Ông Bí Thư Lê viết chữ thường xuyên phát văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ sở ngành họp khẩn với thường trực tỉnh ủy để Bí Thư trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Còn ông Chủ tịch Trần Ngọc Căng thì ký 12 văn bản hỏa tốc trong vòng 45 ngày để phục vụ cho dự án của FLC. Ông Căng còn nói các doanh nghiệp lớn nên được tỉnh trải thảm. Rồi cách đây không lâu hai vị bí thư và chủ tịch đang quyền cao chức trọng con đường quan lộ thanh thang thì lại bị xử lý. Theo đó, Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp, ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật. Tuy không chỉ rõ tội trạng, nhiều người cho rằng đây là hậu quả mà hai vị lãnh đạo đã bảo kê cho doanh nghiệp tắc ngoài tắc quái lò đốt củi Quảng Ngãi cháy lan sang Đà Nẵng. Mới đây, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với việc phê duyệt đơn giá đất tại thửa đất 35 Cao Thắng và 79 Quảng Trung gây thất thoát 2,1 tỷ đồng. Phê duyệt giá đất đã giảm 20%, giá đất tại thửa 59 Lê Duẩn gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng, còn thửa 26 Bạch Đăng gây thiệt hại 27 tỷ Việt Nam đồng. Đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhiều người cho rằng dưới thời ông chủ tịch có nhiều doanh nghiệp được bao che dung túng coi trời bằng vung. Sới tung đất Đà Thành, điển hình là tập đoàn Sun Group nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Sun Group được mệnh danh là ông trời con của thành phố Đà Nẵng, là một thành phố đáng sống nhất trên thế giới bởi khi độc chiếm được núi bà na tập đoàn này phá rừng xây tuyến cáp treo biến bà na từ vẻ đẹp hoang sơ còn đang ngáy ngủ thành một đại công trường bê tông hóa bằng các tòa nhà có hình thức kiến trúc kỳ quái không chỉ đục đẽo núi rừng tàn phá thiên nhiên Sun group còn dựng baria ngang ngược chặn cả con đường bộ duy nhất đi lên bà na bắt tất cả người dân và phật tử muốn lên rừng hay vãn cảnh chùa linh ứng do dân xây dựng trước khi Sun Group đến, buộc phải mua vé cáp treo như một hình thức BOT bận sớm nhất nước. Thậm chí cả cán bộ kiểm lâm muốn đi kiểm tra rừng trong địa hạt mình quản lý cũng phải xuất trình thẻ và chờ Sun Group đồng ý. Hết sẻ đồi bạc núi, làm dự án Sun Group còn lấn luôn cả sông Hàn tạo thành khu bất động sản Kim Cương, phân lô bán nền giá cực khủng mà không hề bị xử lý lạ là dự án Marina Complex của công ty quốc cường Gia Lai gần đó thì liên tục bị báo chí nhà nước và chính quyền đập tạ tơi. Không chỉ được ưu ái về mặt lấy đất vàng làm dự án, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sun Group, ông Đặng Minh Trường còn góp mặt vào danh sách Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Đà Nẵng. Đấy là doanh nghiệp có mối quan hệ đi đêm, còn doanh nghiệp sân riêng của các ông được các ông chủ và ông chủ tịch cưng chiều hết mức đó là nhà máy thép đa nị ý nhà máy này nhiều lần gây ô nhiễm khiến cho người dân súng xung quanh bức xúc kéo đến bao vây yêu cầu ngừng xả thải trước áp luật của người dân trước áp lực của người dân thay vì gì rời nhà máy thì Đà Nẵng chấn an dư luận bằng cách tái định cư cho người dân điều đáng nói là chi phí tái định cư này do ngân sách chỉ trạm dư luận cũng nghi ngờ với cách giải quyết này thì lãnh đạo đang ưu ái cho người nhà chính vì ưu ái cho doanh nghiệp sân trước sân sau rồi vì cái bắt tay dưới gầm bàn mà các lãnh đạo đứng đầu tỉnh trở thành củi tươi cho lò của tổng tịch nguyễn phú trọng quảng ngãi đà nẵng đã bị sờ gáy chắc chắn không bao lâu nữa sẽ đến lượt thanh hóa bình định bình thuận quảng ninh mà thôi bởi củi tươi hay củi khô khi vào lò đều cháy rực lửa. Cái quan trọng là người đốt lò có dám đốt những thanh củi của phe mình hay không. Cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng đề nghị mời chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tới tòa. Ngày 4 tháng 5, tòa nhân dân cấp cao thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử hai cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng 18 bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố Đà Nẵng. Thẩm phán Ngô Anh Dũng tránh án Tòa Nhân dân tối cao cấp cao tại Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Tại phần thủ tục, các luật sư đề nghị triệu tập hội đồng định giá trung ương vì cho rằng kết luận định giá có vi phạm, triệu tập một số định giá viên, luật sư khác để đề nghị tòa triệu tập giám đốc công ty Devon Hàn Quốc liên quan đến dự án 29 hecta khu đô thị mới quốc tế Đà Phước, đề nghị triệu tập giám định viên tư pháp Bộ Tài chính, mời nguyên đơn dân sự là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng tình việc triệu tập định giá viên. Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Minh đề nghị mời thêm ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên chủ tịch Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng nhằm làm rõ các việc chuyển mục đích sử dụng đất trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng đất không đúng mục đích tại đơn vị bình phòng của bộ công an ông minh cũng đề nghị mời đại diện của bộ công an để làm rõ trách nhiệm trong khi thi hành hành pháp lệnh tình báo và giải thích văn bản của thứ trưởng bộ công an gửi cho ông về việc công ty bình phòng mua đất công kết luận chủ tọa cho biết nếu cần thiết sẽ triệu tập thêm người tham gia phiên tòa Ngoài ra hồ sơ vụ án có tài liệu đóng dấu mật, ai chưa ra các tài liệu này sẽ phải chịu trách nhiệm. Cũng trong phần thủ tục đại diện Viện Kiểm sát, nhân dân cấp cao đề nghị tòa triệu tập các giám định viên của các cơ quan liên quan để làm rõ việc giám định một số nội dung trong vụ án. Đối với những ý kiến nêu trên, chủ tọa Ngô Anh Dũng cho biết hội đồng xét xử sẽ xem xét sự cần thiết để mời và triệu tập người liên quan còn đề nghị được treo bản đồ vệ tinh tại tòa của bị cáo Trần Văn Minh. Hội đồng xét xử thấy không cần thiết do hồ sơ vụ án đã đề cập. Tại phiên tòa bị cáo Phan Văn Anh Vũ cũng đã dính cũng đã đính chính một số thông tin liên quan đến thân nhân thân của mình. Trong đó ông Vũ khẳng định mình không bị bắt theo lệnh truy nã. Bị cáo cho biết mình chỉ có tên duy nhất là Phan Văn Anh Vũ, các tên khác như Lê Văn Sáu, Trần Đại Vũ, là do nhiệm vụ tình báo không liên quan đến vụ án này nên đề nghị hội đồng xét xử lược bỏ. Bước vào phần xét hỏi, chủ tọa công bố án sơ thẩm thể hiện bị cáo Trần Văn Minh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 xin lỗi các bạn 2006 đến 2011, Văn Hữu Chiến chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 2014 đã cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Các quy định về quản lý đất đai để tạo điều kiện cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân cho việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án đất đai trên địa bàn. Hành vi của ông Minh, ông Chiến và các thuộc cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bị cáo Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán chuyển nhượng các nhà đất công sản của các dự án. Cụ thể, bị cáo Trần Văn Minh đã ký ban hành các văn bản về một số chủ trương khai thác quỹ đất và bán nhà công sản quy định cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Từ quy định này tạo điều kiện cho bị can Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án bất động sản về nhà, đất công sản tại các vị trí thuận lợi, có giá trị sinh lợi cao tại thành phố Đà Nẵng, không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tại 6 trên 7 dự án bất động sản, bị cáo Trần Văn Minh đã chỉ đạo các cán bộ cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra. Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra số tiền hơn 19,6 nghìn tỷ đồng. Tại 18 nhà đất công sản, mặc dù Phan Văn Anh Vũ không thuộc diện được mua chỉ định, nhưng bị cáo Trần Văn Minh cùng với các đồng phạm thực hiện hành vi làm trái quy định của nhà nước về quản lý tài sản tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ được mua 15 trên 18 nhà đất công sản trái pháp luật. Hành vi này của bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước tại thời điểm khởi tố điều tra là hơn 2.100 tỷ Việt Nam đồng. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị đề nghị xử lý trách nhiệm gây thất thoát tiền tỷ về quản lý đất đai. Tập thể Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cá nhân, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố và một số cơ quan khác bị đề nghị xử lý trách nhiệm liên quan đến việc quản lý đất đai giai đoạn 2011-2017 tại đây. Tại báo cáo gửi Quốc hội, Kiểm toán nhà nước đã đề nghị khiển trách trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và một số cơ quan khác có liên quan đến các sai phạm trong việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 đến 2017 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Kiểm toán nhà nước đề nghị xem xét trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc Giao đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài cho hai doanh nghiệp không đúng quy định tại Điều 34, 67 và 84 của luật đất đai năm 2003 tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển tài sản nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu của công ty cổ phần sau đó tiếp tục chuyển nhượng lại cho tư nhân để thu lợi, vun vén cho cá nhân. Cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai gây thất thu ngân sách nhà nước 11,5 tỷ Việt Nam đồng. Không tổ chức đấu thầu dự án gắn với quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 58 Luật Đất đai 2003 đối với ba thửa đất của công ty cổ phần đầu tư phát triển Đà Nẵng gồm thửa đất 13 Nguyễn Chí Thanh 846,1 m2, thửa đất tại 59 Lê Duẩn 752,5 m2, thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư một thửa 69.619 m2, thực hiện dự án tại khu vực phía bắc nút giao thông Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Chỉ đạo các đơn vị Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Hội đồng Bán đấu giá thành phố Đà Nẵng, Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng tham mưu chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 8 thửa đất cho công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng trái quy định luật đất đai tạo điều kiện cho công ty chuyển nhượng 7 trên 8 thửa đất cho cá nhân và sử dụng 1 trên 8 thửa đất góp phần vốn kinh doanh để hình thành pháp nhân mới. Việc này đã mang lại cho công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng khoản tranh lệch thu lợi 13,6 tỷ Việt Nam đồng so với giá chuyển nhượng từ Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thiếu quan tâm chỉ đạo kiểm soát giám sát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa dẫn đến tình trạng để cho doanh nghiệp sử dụng đất không đúng quy định. Cụ thể công ty cổ phần đầu tư phát triển Đà Nẵng đã không triển khai dự án xây dựng chung cư cao tầng tại hai thửa đất theo đúng chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố khi giao đất mà đem góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập pháp nhân mới. Thửa đất tại 13 Nguyễn Chí Thanh chuyển nhượng cho cá nhân khác để xây dựng khách sạn không đúng mục đích khi giao quyền sử dụng đất thửa đất số 59 Lê Duẩn. Bên cạnh đó, công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng xây ký túc xá sinh viên tại thửa đất số 35 Cao Thắng 290 m2 xong đã không tiếp tục kinh doanh dự án ký túc xá sinh viên mà chuyển nhượng cho tổ chức khác. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng đã chuyển nhượng thửa đất số 158 Nguyễn Trí Thanh 301,8m2 cho cá nhân không thực hiện đúng phương án sử dụng đất. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt các giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn 773,8 triệu đồng so với giá trị tiền sử dụng đất khi định giá xác định giá trị doanh nghiệp. Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng bỏ hoang không sử dụng đất trong nhiều năm đối với năm thửa đất diện tích 1.240m2. Chủ tịch Đà Nẵng ký phê duyệt đơn giá đất gây thất thoát Cá nhân lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với việc phê duyệt đơn giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thửa đất số 35 Cao Thắng 290 m2 cho công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng thấp hơn đơn giá do hội đồng thẩm định giá đất thành phố đề xuất nhưng không có cơ sở xác đáng làm giảm số thu tiền sử dụng đất số tiền hơn 2,1 tỷ Việt Nam đồng. Giảm 50 phần giảm 5% giá đất do thửa đất có diện tích lớn không có cơ sở khi phê duyệt đơn giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất khi tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với thửa đất 79 Quảng Trung 1.213 m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam làm giảm giá trị quyền sử dụng đất 2,1 tỷ Việt Nam đồng phê duyệt giá trị đất để tính thu tiền sử dụng đất theo hội đồng thẩm định giá đất đề xuất. Trong đó có giảm 20% giá đất do thửa đất có diện tích lớn, không có cơ sở đối với thửa đất 59 Lê Duẩn 752,5m2 tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm giảm số thu tiền sử dụng đất 3,5 tỷ Việt Nam đồng. Phê duyệt đơn giá đất làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất khi tính vào giá trị của phần hóa sai quy định đối với thửa đất 26 Bạch Đăng 1011,1 m2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Đà Nẵng làm giảm giá trị quyền sử dụng đất 27 tỷ Việt Nam đồng. Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng bị kiến nghị xem xét trách nhiệm với một số sai sót trong quản lý liên quan đến đất đai. Liệu trước Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng có đưa được ông Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vào lò hay không? Hay vẫn tiếp tục bao che cho phe nhóm của mình? Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.